này mình sẽ hướng dẫn với các bạn ba cái conflict blue rất là cơ bản và cực kỳ phổ biến. Các dân mà chơi blue thì ba cái câu này nó giống như là cái câu phải biết các bạn, phải tập. Thường được các danh thủ blue BB King, Freddie King xài rất là nhiều. Và ba câu này nó tương ứng với ba cái hợp âm 7. Thì cái câu này nó ngắn thôi nhưng mà nó tạo ra cái mùi blue rất là đậm chất nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chia ra thành từng cái câu để tập cho nó dễ. Câu đầu tiên là nó thuộc về cái âm dài là 17 nha các bạn. Thì thường blue các bạn thấy là họ đánh trên 7 nhiều, 17. Thì cái câu của nó như sau. Thì các bạn thấy vị trí của chúng ta đánh là ngay cái ngăn 10 là nốt la của cái dây số 2. Sau đó các bạn đánh lên ngăn số 12 của dây 1 là mi, các bạn bend nó lên một cung là ngay cái nốt pha thăng này ha. Sau đó các bạn trả là bình thường và chúng ta đánh 12, 11, 10. Sau đó các bạn đánh vô nghe cái ngang số 12, tức là nốt C của dây 2, các bạn bend nó lên nửa cung. Giờ các bạn nhả lại ha, tức là C các bạn bend lên đô, sau đó nhả lại C. Kết thúc ngay là lại câu này các bạn. Đó là cái câu đầu tiên thuộc về cái 17. Câu thứ hai là nó thuộc về re 7 nha các bạn. Thì cái câu nó như sau. Cái câu này các bạn đánh ngay chỗ ngăn 7 là ngay nốt rê của dây son luôn ha. Sau đó các bạn đánh 5 là nốt mi của dây 2. Sau đó các bạn bấm ngay ngăn 8 là nốt son của dây 2. Các bạn bend nó lên một cung nha. Ở đây là nốt la nè. Ở đây. Sau đó các bạn dùng ngón út, các bạn quá trình vừa bend lên các bạn giữ vậy luôn và cái ngón út các bạn bấm vô ngay cái nốt đô là ngăn 8 của cái dây 1 mà bạn để cho hai dây nó chồng nhau nha. Lại nha các bạn. Đó là cái câu của cái re 7 và câu cuối cùng nó thuộc về la 7. Nó cũng khá đơn giản, các bạn đánh như sau. Thì cũng ngay cái ngăn 7 nha, cái nốt rê này, các bạn bend lên nó nửa cung để nó ra ngay cái nốt blue này. Là cái nốt là mi giáng. Nhưng mà các bạn không đánh trực tiếp mi giáng đây. Mà các bạn đánh rê, các bạn bend lên. Các bạn bend nó lên xong các bạn đánh. Được chưa? Các bạn đánh vô nghe nó son. Các bạn pull up nó vào mi. Sau đó các bạn chúng ta đánh ngay cái mỗi lúc này mới là đánh trực tiếp vào cái nốt là mi giáng 2008. Pull up và 7 và 5. Kết thúc ngày nốt la là ngăn 7. Thật chậm nha các bạn. Rồi, ba cái câu mình hướng dẫn các bạn rồi, các bạn có thể thấy là các bạn có thể kéo lên ở những vị trí khác nha.
để chúng ta có thể áp dụng cho những cái hợp âm khác nhau được. Mình ví dụ các bạn đang đánh cái câu blue thuộc về la 7. Thì nếu bây giờ mình đánh ở cái vị trí khác thì bạn nghe thử là của nó ra cái của cái hợp âm nào nhé, của cái âm gia 7 nào nha. Ví dụ như sau. Nó thuộc về rê 7, các bạn thấy chưa? Mình kéo lên trên này. Thì mỗi cái câu đánh, ví dụ các bạn có thể kéo lên, kéo xuống, ví dụ đây. Thấy không? À, thì với mỗi cách đánh thì các bạn xem là nó thuộc vào cái nào, các bạn có thể tính được mà, đúng không? Thì vòng cái câu lick, ba câu lick nhỏ này cũng giúp ích cho bạn cái cách tiếp cận được blue bằng những cái câu lick cơ bản để mình có thể nghe được cái mùi của nó, luyện tập. Và nhớ là các bạn khi luyện tập các câu lick thì các bạn cố gắng là chúng ta kéo lên kéo xuống cần đàn ở những vị trí khác nhau để chúng ta có thể luyện được là ở những cái cách đánh khác nhau. Đôi lúc các bạn áp dụng á, các bạn tập ví dụ la 7 nhưng mà cái câu đó hay quá, khi mà đánh mi 7 thì nếu chúng ta luyện tập rồi tới ngay chỗ đó các bạn quăng vô mi 7 là nó nghe chóc. Còn nếu chúng ta không kéo lên kéo xuống cần đàn thì tới lúc đó chúng ta cũng không biết bấm nó như thế nào cả nha. Thì cái đàn mình đánh là cái cây Telecaster, thương hiệu của nó là các bạn thấy là Kun Z của Nhật Bản nha các bạn, sản xuất tại Nhật Bản. Phía sau này nó có cái dòng chữ nhỏ là Made in Japan. Made in Japan ha, rất là đẹp, cái màu này là rất là độc luôn đó. Các bạn coi là nó là đàn second hand, là đàn đã qua sử dụng rồi, nhưng mà các bạn thấy là nó có vài cái vết trầy rất là nhỏ ở đây thôi, còn lại là rất là chỉnh chu ha, màu rất là đẹp. Các bạn xem thử ha, đó, cần rất là nhẹ tay luôn ha, hai cái núm vặn rất là đẹp. Thì cây này là trên 10 triệu nha bạn, một cây duy nhất tại shop Amigo. Thì nếu bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ chúng tôi để sở hữu một cây đàn rất là giá trị này. Bạn nào muốn học các khóa học guitar điện, guitar thùng thì có thể là xem trong cái đường link trong phần mô tả. Thì các bạn có thể đăng ký đóng tiền một lần và học trọn đời. Các bạn chỉ cần đóng tiền xong mình sẽ gửi cái tài khoản cho các bạn. Các bạn đăng nhập vào học, các bạn học trên điện thoại, ở trên máy tính, laptop đều được cả. Bất cứ giờ nào bạn rảnh đăng nhập vào, truy cập và học thôi, có tất cả tài liệu trên đó có đầy đủ. Rồi mình hỗ trợ các bạn qua Facebook và qua Zalo, qua email nữa, thì sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và hãy nhớ ủng hộ Đồng Khoa các subscribe, like, share, comment. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.